안녕하십니까. 베트남어를 공부하는 구독자 여러분, 반갑습니다. 오늘은 넌 이걸 할 수 있니? 라는 표현으로 꽃에 더하기 동사, 더하기 늪, 더하기 목적어, 다음에 컴 이렇게 사용하시면 넌 할 수 있니? 라는 표현이 됩니다. 현지인의 발음을 잘 듣고 따라해 보시면 좋겠습니다. 오빠는 매운 걸 먹을 수 있어요? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? 언니는 들수 있어요? Chị có xách được không? Chị có xách được không? Chị có xách được không? 넌 할 수 있니? Em có làm được không? Em có làm được không? Em có làm được không? 넌 영어를 말할 수 있니? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? 오빠는 오늘 올 수 있어요? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? 언니는 차를 운전할 수 있어요? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? 너는 멀리 수영할 수 있니? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? 형, 나에게 이걸 사줄 수 있어요? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? 넌 더 자세히 말할 수 있니? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? 형은 잠깐 가만히 있을 수 있어요? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? 언니는 저를 좀 도와줄 수 있어요? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? 언니는 좀 비켜줄 수 있어요? Chị có thể tránh ra một chút được không? Chị có thể tránh ra một chút được không? Chị có thể tránh ra một chút được không? 형의 딸은 피아노를 칠 수 있어요? Con gái của anh có chơi được piano không? Con gái của anh có chơi được piano không?
Con gái của anh có chơi được piano không? Hello, 베트남어를 공부하는 구독자 여러분, 반갑습니다. 오늘은 넌 이걸 할 수 있니? 라는 표현으로 꽃에 더하기 동사, 더하기 늪, 더하기 목적어, 다음에 컴 이렇게 사용하시면 넌 할 수 있니? 라는 표현이 됩니다. 현지인의 발음을 잘 듣고 따라해 보시면 좋겠습니다. 오빠는 매운 걸 먹을 수 있어요? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? 언니는 들 수 있어요? Chị có xách được không? Chị có xách được không? Chị có xách được không? 넌 할 수 있니? Em có làm được không? Em có làm được không? Em có làm được không? 넌 영어를 말할 수 있니? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? 오빠는 오늘 올 수 있어요? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? 언니는 차를 운전할 수 있어요? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? 너는 멀리 수영할 수 있니? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? 형, 나에게 이걸 사줄 수 있어요? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? 넌 더 자세히 말할 수 있니? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? 형은 잠깐 가만히 있을 수 있어요? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? 언니는 저를 좀 도와줄 수 있어요? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? 언니는 좀 비켜줄 수 있어요? Chị có thể tránh ra một chút được không? Chị có thể tránh ra một chút được không? Chị có thể tránh ra một chút được không? 형의 딸은 피아노를 칠 수 있어요?
Con gái của anh có chơi được piano không? Con gái của anh có chơi được piano không? Con gái của anh có chơi được piano không? Hello, 베트남어를 공부하는 구독자 여러분 반갑습니다. 오늘은 넌 이걸 할 수 있니? 라는 표현으로 꽃에 더하기 동사 더하기 늪 더하기 목적어 다음에 컴 이렇게 사용하시면 넌 할 수 있니? 라는 표현이 됩니다. 현지인의 발음을 잘 듣고 따라해 보시면 좋겠습니다. 오빠는 매운 걸 먹을 수 있어요? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? Anh có ăn được món cay không? 언니는 들 수 있어요? Chị có xách được không? Chị có xách được không? Chị có xách được không? 넌 할 수 있니? Em có làm được không? Em có làm được không? Em có làm được không? 넌 영어를 말할 수 있니? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? Em có nói được tiếng Anh không? 오빠는 오늘 올 수 있어요? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? Hôm nay anh có đến được không? 언니는 차를 운전할 수 있어요? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? Chị có lái được ô tô không? 너는 멀리 수영할 수 있니? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? Em có bơi xa được không? 형, 나에게 이걸 사줄 수 있어요? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? Anh có thể mua cái này cho tôi được không? 넌 더 자세히 말할 수 있니? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? Em có thể nói chi tiết hơn được không? 형은 잠깐 가만히 있을 수 있어요? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? Anh có thể ở yên một chút được không? 언니는 저를 좀 도와줄 수 있어요? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? Chị giúp cho em một chút được không? 언니는 좀 비켜줄 수 있어요? Chị có thể tránh ra một chút được không? Chị có thể tránh ra một chút được không?
Chị có thể tránh ra một chút được không? Hưng의 딸은 피아노를 칠 수 있어요? Con gái của anh có chơi được piano không? Con gái của anh có chơi được piano không? Con gái của anh có chơi được piano không?